Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay Dũng hay em quay trở lại với anh em trong video tiếp theo về chia sẻ cái kinh nghiệm mà lúc đầu mà cũng như là cái trải nghiệm mà lúc đầu Dũng mua cái xe Jupiter này như thế nào. Thì Dũng chia sẻ với anh em trong cái phần tiếp theo này nha. Ok, xin mời anh em. Khi mua các bạn, trước khi mua thì Dũng cũng lên mạng mình tìm hiểu và một số cái kiểu mã và cũng như là cái kiểu dáng của cái dòng này á. Thì mình thấy cái dòng này nó có một số cái nói chung là cái kiểu dáng của hồi trước thì mình thấy cũng không có thích lắm, nhưng mà mình khi mà mình tìm hiểu mình thấy những cái kiểu dáng của mấy cái đời sau này nè thì mình thấy nó ok hơn, nó đẹp hơn, và mình thấy nó có ba màu. Thì mình thấy mình ưng nhất là cái màu xanh này nè. Cái màu xanh này á thì khi đó thì Dũng thấy cái màu xanh này nó hợp hơn nha. Và Dũng tìm hiểu về cái giá cả cũng như cách một số bạn bạn review trên mạng á, nhưng mà cũng nói thẳng là cũng không ai review chi tiết cho anh em hết á. Các bạn, một số các bạn này, cái dòng Jupiter này nó dạng nó thẳng là nó cũng hơi là gọi là ít người dùng luôn á, nên số người review rất ít. Nên lúc đó mình chỉ biết tự tìm hiểu thôi, và mình lên cửa hàng mình thấy giá cả thì anh em nên chuẩn bị tiền mặt luôn nha. Cái đó là cái yếu tố tiên quyết luôn, anh em chuẩn bị tiền mặt dư chút đỉnh. Vì đôi lúc vô tổng mình còn kỳ kèo giá cả chút, chứ đôi lúc mình đem yếu cũng hơi ngại á, nên lúc đó mình chuẩn bị một ít tiền nó dư chút để có tổng vô tổng á, có một số cái phí này nọ thì anh em có thể thoải mái vụ tiền bạc. Thì ok, thì mình chia sẻ anh em cái đầu tiên mình vô tổng á, thì mình cũng không có lựa nhiều như những các bạn khác đâu, vì mình đã lựa sẵn ở nhà rồi. Mình lựa sẵn cái màu sắc ở nhà, vô tổng mình chỉ lại cửa hàng á. Thì mình nghĩ anh em nên mua cửa hàng ở chỗ mình ở á, và cái cửa hàng đó nó phải lớn nha anh em, vì mình phải đảm bảo cái phần uy tín trước. Vì khi mà cửa hàng lớn mình thấy uy tín, có gì có trục trặc gì á, mình bán vốn nó cũng dễ đó. Thì lúc đó Dũng chỉ bám cái màu sắc của nó và cái kiểu dáng của nó, và Dũng vô Dũng lựa thôi, coi nó có tài xước này nọ, nổ máy lên thấy ok là mình chọn thôi, chứ cũng không có gọi là vô đi vòng vòng kiếm chỉ cho mệt, thì mình đã lựa sẵn ở nhà. Cái đó là cái mà Dũng trải nghiệm cái lần đầu mình đi mua xe á. Và một số cái mà mình thấy nó vô nó được tặng, cũng như là một số cái phát sinh mà mình muốn chia sẻ tiếp cho anh em nè. Thì khi các anh em mà mua xe á, thì nói thẳng là cũng không có tặng cái quái gì đâu nha anh em. Thì lúc vô thì mình mua xe cái giá tiền đó thì mình không biết các cửa hàng khác sao, mà các dòng xe khác sao, nhưng mà khi mình mua cái dòng xe này á thì cái dạng mà tặng thì chỉ có cái nón bảo hiểm thôi. Đầu tiên một là cái nón bảo hiểm đi theo xe nha. Ví dụ các bạn mua xe màu xanh thì nó tặng cái nón bảo hiểm màu xanh nè, mình có tặng cái nón bảo hiểm màu xanh nè anh em đó. Cái tên cửa hàng này nọ đó là một cái nón bảo hiểm màu xanh nha. Và thêm đó là một cái áo nữa nha, cái áo của Yamaha, nhưng mà gọi là cái áo đó mình về mình cũng làm cái nùi giả luôn là anh em ơi. Áo thấy cũng nói thẳng là nó rộng thênh thang, và nó thêm một cái nữa là cái áo nó xấu quá, nó có chữ Yamaha không à, chứ cũng chả có gì đẹp đẽ hết á. Đó là cái áo thứ hai á, là đó là cái móc khóa nha anh em, cái móc khóa của cái ổ khóa nè. Cái móc khóa như vậy nè, nhưng mà cái móc khóa nó có cũng cái chữ Yamaha, nhưng mà mình xài mới có vài tháng là nó đã xét rồi, và nó đứt luôn rồi, mình giục luôn rồi. Cái móc khóa nó cũng chả có tác dụng gì được nhiều, chủ yếu là có chữ Yamaha chứ chả có được cái gì hết đó là cái tặng thứ ba nha đó. Mình thấy một đó là tặng cái nón bảo hiểm nè. Nó bảo hiểm này thì nó nhẹ bông, nó thẳng là mình nếu mà thật sự chọn cho mình cũng không thích cái nón này đâu, nó rất nhẹ, rớt có chút xíu mà nó muốn nứt rồi đó. Đó là cái nón bảo hiểm. Hai là cái móc khóa của ổ khóa thì xài mới có vài tháng thì đi mưa nó cũng xét ngạt luôn rồi, mình quăng luôn rồi đó là cái tặng thứ hai nha. Và thêm và mình để coi mình coi cái nó tặng thêm một cái nữa nè. Đó là ở trong cái bình xăng á, nó tặng chắc được không biết tới 1 lít xăng không nha. Nó đổ cho mình được chắc được 1 lít xăng với một bình nhớt là sao á. Đó.
đỡ cho mình nó bệnh nhất, mà mình thấy xăng mà mua nguyên cái xe mà đôi lúc 30-40 triệu mà tặng đâu được có 1 lít xăng à, thấy muốn quải. Cái đổ cho mình cái bình carbon liner gì đó anh em. Đó vô là ok, vậy là xong á. Đó là những cái dịch vụ được tặng nha anh em. Đó và tiếp theo á thì máy ảnh lắp cho mình vô được cái này nha. Vô được cái đồ để chân này nè. Đồ để chân mình thấy cũng tiện nha. Nó có thể vượt ra vượt vô vậy nè. Giống dạng như của Accenter hay sao á. Thấy đồ để chân này cũng hợp lý, cũng ngon. Đó, được cái đồ để chân này. Rồi, thêm rồi để cái không còn cái gì nữa nha anh em. Rồi vậy xong á. Được cái phần là gọi là đi có người làm làm để cái bản số nha. Có người có dịch vụ làm bản số riêng và mình lên tảng á thì mình làm có người hướng dẫn cho các bạn làm nha. Nhưng mà lên làm bản số thì rất dễ nha anh em. Thêm thì một phần nữa đó là cái ba ga này nha. Ba ga này thì mình mua gọi loại ba ga cũng bình thường thôi, tầm 90 ngàn hay sao á. Ba ga này xài có thời gian thấy nó cũng hơi bị xét xét mấy ngóc nè, chắc là bằng sắt hay sao. Ba ga này chắc là mình nghĩ ba ga này cũng không, cũng là lỗi, chắc là lỗi thường thôi. Rồi nói chung là vậy thôi. Khi mình mua xe chắc là anh em mà tưởng được nhiều cái dịch vụ nhưng mà thấy có nhiều đây. Và thêm một cái nữa đó là được gì bảo hành 3 năm và 30 ngàn cây nha anh em. Nhưng mà khi đó thì mình chạy mới có chưa được năm là mình đã chạy hơn 30 ngàn cây rồi đó. Nên mình thấy mình cũng dẹp cái phần bảo hành luôn. Và mình thấy bảo hành thì được cái gì đâu, vô kiểm tra sơ sơ cũng chả được cái gì hết. Khi mà các bạn mua trỏng á thì có thêm một thứ nữa đó là các bạn mua bảo hiểm nha. Thì lúc đó thì mình cũng nghe mà mời chào cái vụ bảo hiểm xe thì mình thấy mới mua thì mình cũng nên mua bảo hiểm thì ok. Thì mình lúc đó mình mua 1 năm thì mình nghĩ nếu mà anh em mua thì anh em mua khoảng tầm năm thôi. Khi nào anh em chạy thời gian thì anh em muốn mua còn mua thì thôi. Chứ đôi lúc bảo hiểm thì có được cái gì đâu, chủ yếu là chắc né mấy anh đại ca thôi, mình nghĩ như vậy thôi. Chứ đôi lúc mình mua bảo hiểm đồng hãng á, mình thấy mua bảo hiểm đồng hãng nó còn mắc hơn nữa, mắc hơn mua bên ngoài đó. Mình không biết cái dịch vụ và cái chế độ làm sao nhưng mà thấy nó hơi mắc hơn nha. Lúc đó mình mua thì mình thấy bảo hiểm trong đó nó mắc hơn thì mình cũng mua, nhưng mà mua 1 năm. Và có thêm một số nhân viên tư vấn cho mình kêu là nên gắn cái đèn xi-nhan đó các bạn, đèn xi-nhan gì nè, đèn xi-nhan để nó có cái cục hú này nọ đó. Thì lúc mình xài xe Honda đó thì mình không biết xài chắc là của Trung Quốc hay sao á, lúc đó mua về là nó có cái cục hú à, khi mình mở xi-nhan nó có cục hú à. Còn dòng mấy cái dòng mà mình mua ở đây và một số khác thì mình thấy không có cục hú nha anh em. Thì mình nghe là bây giờ phải mua thêm cục hú để gắn nữa. Thì mình thấy chạy ngoài đường nhiều và đa số mình sống ở thành thị thì mình nghĩ cục hú đó cũng, nếu mà anh em muốn gắn thì gắn thôi nha. Lúc đó thì mình nghe hãng nó cũng tư vấn vậy. Thì thay mình nghĩ kêu mình khỏi gắn thì chủ yếu có cháy đèn để tao qua đường thôi. Chứ bây giờ hay gắn cục hú chi cho sùm, chi cho mệt, cũng đã sống ở dưới quê hay chỗ nào đó thì cần cục hú. Thì cái đó là mình trải nghiệm mình mua xe. Thì anh em muốn chia sẻ cho anh em biết nha. Ok. Thấy bảo hành thì mình thấy thời gian mình bảo hành đa số là vô tổng bảo hành là mình toàn là mình bỏ tiền túi không anh em. Với thay đồ này nọ chứ bảo hành gì đâu. Đó. Nên mình thấy một số thì mình đi hãng mình khỏi đem giấy bảo hành gì hết, mình tự móc tiền túi là mình trả không thôi, mình ra tiệm mình sửa luôn. Lâu lâu kiểm tra này nọ thì họ nói là khoảng thay nhớt của họ thì tầm 1.000 mấy á, 1.500 hay sao á, là mình thay một bình. Nhưng mình thấy cái bình đó cũng hơi cùi bắp quá, mình chuyển qua mình xài nhớt Motul luôn nha anh em. Thì nữa mình sẽ làm cho anh em cái clip về đánh giá về cái dòng nhớt Motul của khi mình xài cái xe Jupiter này nha. Đó, mình thấy thôi bây giờ mình xài mấy nhớt xịn dạng nhớt ở trong hãng thì nó tầm 7 mấy ngàn á, thay này nọ chắc cũng 7 mấy 80 gì đó. Nên mình thấy nhớt nó xài lẹ đen đó. Nên mình thấy thôi mình ra ngoài mình mua nhớt mới mình tự thay luôn đó. Và vô tổng thì mình thấy nó thẳng là anh em đụng tới cái gì thì anh em cũng móc tiền hết nha, chứ không có cái gì miễn phí đâu nha. Đừng có nghe hai từ bảo hành mà anh em thấy ham nha. Mình thấy bảo hành nghe cái miệng thôi nhưng mà thực tế cũng chưa chắc.
nên mình đó là một số cái chính sách khi mà mình mua xe là mình được á. Được tặng thì mấy cái đồ mình thấy cũng cùi bắp quá à, còn phụ thì cũng nói chung là cũng ok, dịch vụ làm giấy tờ thì anh em cũng thấy được, cũng được. À, mình làm thì anh em làm trong vòng mà khoảng chừng 1 buổi à, mình thấy 1 buổi tầm 1 buổi vài tiếng hồ là xong thôi, đó là làm giấy tờ. Còn cái vụ mà khi mà anh em làm cạc quẹt á thì có thể là dưới 1 tuần, vì lúc lại có thể rất nhanh nha. Vì lúc lại dịch vụ và khi mà các bạn làm trong cái phòng công an á, thì họ làm cạc quẹt nó nhanh hơn lúc trước, nó gửi có thể các bạn gửi trực tiếp về nhà hoặc các bạn chuyển phát nó được hết đó. Đó là một cái mà mình thấy mà mình trải nghiệm khi mình mua chiếc xe Jupiter này tại cửa hàng nha. Thì cái đó là cái mà mình muốn chia sẻ cho anh em biết, và một số anh em nào chuẩn bị mua xe gì đó thì anh em tham khảo nha. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào anh em.